Bình Dương cần tối ưu hóa nguồn lực, chia thành hai mũi, tầm soát trong cộng đồng nơi còn an toàn với tần suất hợp lý, đồng thời truy vết, tập trung nhân lực nhiều hơn. Trong 24 tiếng sau lấy mẫu phải có kết quả xét nghiệm, khi làm mẫu gộp cần tính toán kỹ số lượng phù hợp từng khu vực khác nhau, tùy tình hình thực tế. Chiều ngày 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức họp khẩn để triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 sau khi ghi nhận 8 trường hợp nghi mắc COVID-19 trong cộng đồng tại huyện An Phú. Trường hợp đầu tiên được phát hiện khi bệnh nhân đến trung tâm y tế huyện để điều trị bệnh nền, kết quả test nhanh cho thấy dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại thì khoa khám bệnh và khoa hồi sức cấp cứu, trung tâm y tế huyện An Phú đã được phong tỏa. Lực lượng phản ứng nhanh đã khẩn trương truy vết ca bệnh tại huyện An Phú và tổ chức cách ly cho các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh. Qua điều tra dịch tễ đã xác định được nguồn lây là từ con gái của bệnh nhân mới từ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trở về vào ngày 14 tháng 6, đã được cách ly tại nhà 14 ngày. Xét nghiệm nhanh cho thấy những người có nguy cơ cao. Cho những người có nguy cơ cao thì lực lượng phòng dịch cũng đã phát hiện thêm 5 người khác dương tính với SARS-CoV-2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các cơ quan chức năng và địa phương phối hợp khẩn trương truy vết các F1, F2, thực hiện nghiêm quy trình, quy định của Bộ Y tế về điều trị và cách ly, không để lây nhiễm chéo, thần tốc truy vết những người đã từng có tiếp xúc gần từ ngày 14 tháng sau đến nay, tránh để mầm bệnh lây lan trong cộng đồng, triển khai và tăng cường kiểm tra giám sát công tác phòng dịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng yêu cầu Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật phối hợp kích hoạt lại bệnh viện dã chiến để sẵn sàng cho các tình huống xấu. Các bệnh viện, trung tâm y tế trong toàn tỉnh có phương án và chuẩn bị đầy đủ về thuốc men, vật tư y tế, sẵn sàng tiếp nhận những ca mắc COVID-19 để điều trị. Yêu cầu người dân chủ động và nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 6 là vừa tròn một tháng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội để ngăn chặn đợt dịch COVID-19 thứ tư bùng phát tại thành phố và trên cả nước. Mặc dù cả hệ thống chính trị, ngành y tế và người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã rất nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, song đến nay tình hình dịch bệnh tại thành phố vẫn còn đang diễn biến hết sức phức tạp. Toàn thành phố đang tiếp tục chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn để bảo vệ lợi ích lâu dài. Đây là hình ảnh được ghi nhận trong sáng 31 tháng 5. Hồ Con Rùa, khu vực đông đúc nhộn nhịp, điểm đến của nhiều người trở nên vắng lặng trong ngày đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội. Và đây là hình ảnh vào sáng 30 tháng 6. Sau một tháng nơi này vẫn điều hiu, hàng quán, văn phòng, cửa đóng im lìm, người qua lại thưa thớt. Thành phố tiếp tục giãn cách xã hội thì nó giúp cho người dân an toàn hơn. Và cái việc này mình thấy là nó tốt cho cuộc sống người dân hiện tại. Từ 0 giờ ngày 31 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, riêng hai khu vực áp dụng chỉ thị 16. Với quyết tâm hy sinh 2 tuần để sớm kiểm soát dịch, người dân phải từ bỏ nhiều thói quen sinh hoạt hàng ngày, cuộc sống thay đổi để phòng dịch. Thế nhưng dịch diễn biến phức tạp hơn, lây lan nhanh toàn thành phố, xuất hiện nhiều chuỗi lây nhiễm không rõ nguồn gốc, buộc thành phố phải kéo dài giãn cách, đồng thời áp dụng chỉ thị 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố từ 0 giờ ngày 20 tháng 6, siết chặt các biện pháp phòng dịch ở mức cao hơn. Lâu quá rồi, mình cũng chưa có trở lại làm việc được nữa, với lại những người mà nó liên quan đến mình thì cái cuộc sống thì nó cũng chưa có ổn định lại. Sau tròn một tháng giãn cách, tình hình dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nóng. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố Hồ Chí Minh, việc thực hiện giãn cách xã hội đã đem lại nhiều kết quả, giúp khoanh vùng, truy vết kịp thời nhiều chuỗi lây nhiễm. Tuy nhiên, do đợt dịch này xuất hiện nhiều biến thể virus, trong việc thực hiện giãn cách nhiều nơi nhiều lúc còn thực hiện chưa nghiêm, nhất là tình trạng tụ tập đông người ở các chợ, đã ảnh hưởng tới hiệu quả chống dịch. Có những nơi và những chỗ thực hiện chưa thật sự nghiêm những cái nội dung quy định của chỉ thị 10. Thì hiện nay á, thành phố thực hiện nhiều cái biện pháp kiểm tra để chấn chỉnh và siết chặt hơn nữa để thực hiện nghiêm cái chỉ thị 10. Trong đó thì bao gồm việc huy động nhiều cái lực lượng để kiểm tra thực hiện từ cơ sở cho đến thành phố. Tính đến sáng 30 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 3.651 ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư, là vùng dịch lớn thứ hai của cả nước chỉ sau tỉnh Bắc Giang. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ thị 10 không có thời hạn thực hiện. Sau ngày 30 tháng 6, thành phố vẫn áp dụng phương án này với việc tiếp tục siết chặt, thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội như một tháng qua. Vâng, cũng trong chiều nay 30 tháng 6 tại Hà Nội, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tặng 100 suất quà hỗ trợ, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng tiền mặt cho 100 y bác sĩ trẻ, sinh viên ngành y có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn xung phong ra tuyến đầu chống dịch.
Đợt đầu tiên, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã trao tặng cho 20 đại diện đang làm nhiệm vụ tại điểm nóng hoặc đang thực hiện cách ly y tế tại 14 tỉnh thành. 80 suất quà còn lại sẽ tiếp tục được trao trong tháng 7 này. Số tiền tuy không lớn nhưng có ý nghĩa tinh thần rất lớn nhằm động viên các y bác sĩ, sinh viên tình nguyện vượt qua khó khăn, yên tâm làm nhiệm vụ góp phần cùng đất nước đẩy lùi đại dịch. Vào sáng nay, 5 phòng xét nghiệm container an toàn sinh học cấp độ 2 áp lực âm xét nghiệm lưu động là sản phẩm được thiết kế và thi công bởi nhóm nghiên cứu của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, được tài trợ bởi Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, đã chính thức ra mắt. Trong đó, 2 container được tăng cường cho tỉnh Phú Yên và thành phố Hồ Chí Minh. Các container này được trang bị hệ thống ngăn chặn sự phát tán của virus, hệ thống xử lý nước thải, cấp điện lưu động, bàn ghế thí nghiệm, lò hấp tiệt trùng, tủ lạnh y tế và hệ thống chuyển mẫu khép kín. Container xét nghiệm di động được thiết kế theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, phù hợp với yêu cầu phòng xét nghiệm do Bộ Y tế quy định. Đây là mô hình lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam, thuận tiện di chuyển, có thể đưa đến bất kỳ địa điểm nào để xét nghiệm tại chỗ, giảm thiểu được các nguy cơ lây lan dịch bệnh và quá tải cho các bệnh viện. Vượt qua nhiều thách thức, 6 tháng đầu năm nay, ngành nông nghiệp vẫn đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, giá trị sản xuất và xuất khẩu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đây là thông tin tại hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm được tổ chức vào ngày 30 tháng 6 tại Hà Nội. Mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, 6 tháng đầu năm nay ngành nông nghiệp vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan, tạo tiền đề khá vững chắc để hướng tới kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt mốc 45 tỷ đô la Mỹ. Nổi bật trong 6 tháng qua là xuất khẩu nông sản vẫn tăng bất chấp những biến động thất thường từ các thị trường nhập khẩu. Kết nối tiêu thụ nông sản kiểu mới chính thức được triển khai và toàn ngành quyết tâm thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp. Thì nó có một cái hệ thống giải pháp từ thiết lập cái chuyển đổi số để mà chúng ta nắm bắt được thông tin thị trường giữa các cái hợp tác xã với các cái đơn vị phân phối. Bộ sẽ là một cái xây dựng cái kho dữ liệu và sẽ cập nhật thường xuyên cho các hệ thống phân phối biết. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm vượt kế hoạch đề ra, đạt 24,23 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Những tháng cuối năm được dự báo sẽ còn nhiều thách thức do những tác động từ dịch bệnh và diễn biến thiên tai khó đoán định. Tuy nhiên, toàn ngành phấn đấu đảm bảo mục tiêu khoảng 60 triệu tấn lương thực thực phẩm, tăng trưởng GDP toàn ngành đạt khoảng từ 3 đến 3,2%. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay thì kinh tế Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với hai đợt bùng phát dịch COVID-19 và đợt bùng phát thứ tư lần này có mức độ lây lan rộng hơn, tiến sâu hơn vào các khu sản xuất tập trung tại các tỉnh, thành phố trọng điểm. Dịch bệnh đã mang đến những thách thức rất lớn. Tuy nhiên thì tổng sản phẩm trong nước GDP 6 tháng đầu năm vẫn tăng trưởng ở mức 5,64% và kết quả này đạt được là nhờ những chỉ đạo quyết liệt sáng tạo từ trung ương đến địa phương tiếp tục phát huy được hiệu quả với mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Sau nhiều ngày đối mặt với tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh tại các khu công nghiệp, bước vào đầu tháng 6, không khí lao động đã dần trở lại tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Nỗ lực rất lớn cho việc đảm bảo an toàn trong sản xuất đã giúp địa phương này từng bước khắc phục đứt gãy trong chuỗi cung ứng. Tất cả những công nhân ở đây hôm nay đi làm đều là những người đang ở ký túc xá của công ty, đều trải qua xét nghiệm 2 lần và được tiêm vaccine thì hôm nay mới có thể đến đi làm. Mỗi chuyến đi xe đến công xưởng làm này đều có xe của công ty quy định riêng, quy định số người trên xe và thời gian đưa đón, cho nên công nhân sẽ không được tiếp xúc với những người ở ngoài. Một sản phẩm mới được nghiên cứu và ra mắt ngay thời điểm đầu năm khi thị trường còn bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Nhìn thấy khó khăn để chắt lọc, tìm kiếm cơ hội dù là nhỏ nhất đã giúp doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo này có mức tăng trưởng tốt ngay từ đầu năm nay. Trong thời buổi khó khăn, cái việc kinh doanh, việc sản xuất nó bị hạn chế thì đấy chính là cơ hội để chúng tôi tập trung vào việc đào tạo, cải tổ sản xuất. Thì việc đưa ra những sản phẩm mới này nó sẽ tạo những cái cơ hội chúng tôi để tăng được cái doanh thu. Những quyết sách, những kịch bản chưa từng có tiền lệ đã được áp dụng ở từng doanh nghiệp, từng địa phương và trên bình diện cả nước. Tất cả đều nỗ lực để hướng tới mục tiêu vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế hiệu quả. Con số 5,64% tuy không đạt được như mục tiêu đề ra, song là mức tăng trưởng khá của Việt Nam trong bối cảnh vô vàn thách thức. Việt Nam đã đạt được những kết quả rất ấn tượng trong việc phòng chống dịch bệnh và đồng thời duy trì hoạt động sản xuất cho các doanh nghiệp. Về dài hạn, các doanh nghiệp châu Âu sẽ tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam.
và mong rằng những chính sách tiêm vaccine hay rút ngắn thời gian cách ly sẽ giúp Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ hơn các hoạt động kinh tế. Con số tăng trưởng GDP quãng từ 6 đến 6,5%. Và để đạt được cái con số đó thì chúng ta phải thực hiện một cách đúng lộ trình cái quá trình chúng ta tiêm chủng vaccine và các cái ngành kinh tế của chúng ta kịp thời đón đầu cái xu thế phục hồi trong nền kinh tế thế giới. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới được cả ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's, S&P và Fitch đồng thời nâng điểm triển vọng lên tích cực. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm là 6%, tốc độ tăng trưởng những tháng cuối năm phải đạt trên 7%. Đây là thách thức không nhỏ, cần sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân. Đó cũng chính là động lực mạnh mẽ nhất để vượt qua những khó khăn, tạo đà cho tăng trưởng bền vững của Việt Nam. Hiện thì hầu hết các trường đã tiến hành giai đoạn 2 tập huấn sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới cho giáo viên. Đã có kinh nghiệm từ lần tập huấn của sách lớp 1 nên với giáo viên lớp 2 sẽ không quá khó khăn để nắm bắt được chương trình. Nhưng với những giáo viên phải dạy môn tích hợp ở lớp 6 thì còn không ít khó khăn. Bởi vậy, tăng cường tập huấn là một trong những giải pháp gỡ khó cho giáo viên nhằm bắt kịp với những đổi mới, phản ánh của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Buổi tập huấn tại trường tiểu học Trần Đăng Ninh trong tháng 6 này vẫn còn nhiều băn khoăn, bỡ ngỡ về chương trình mới, về sách mới từ phía các giáo viên sẽ dạy lớp 2 trong năm học tới. Thế nên, 5 ngày tương tác trực tiếp với nhóm tác giả biên soạn đã giúp cô Hoa phần nào hiểu được tư tưởng và điểm mới của bộ sách này. Về soạn giáo án này, cũng như là cách thiết kế một tiết học cụ thể thì chúng tôi đã được trao đổi, được hỏi ý kiến cụ thể đối với các thầy. Có những cái định hướng về những cái bài soạn, rồi là để chuẩn bị các những cái khó khăn, những câu hỏi để hỏi các thầy cô trong chủ biên tập. Tập huấn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp nên trực tuyến là phương thức mà các trường áp dụng. Do có phần hạn chế về tương tác nên sau mỗi buổi tập huấn thì các tổ nhóm lại tập hợp để cùng thảo luận, tìm cách tháo gỡ tiếp các vấn đề còn băn khoăn. Và cùng nhau cũng thống nhất về những cái nhận định, về những cái mà đổi mới và những cái phương pháp có thể thực hiện trong năm học thì bản thân chúng tôi cũng thấy tự tin hơn rất nhiều. Tuy nhiên, với sách lớp 6, khi lần đầu tiên giáo viên sẽ giảng dạy chương trình tích hợp nên việc chuyển từ đơn môn sang liên môn không phải thầy cô nào cũng dễ đáp ứng được. Kiến thức chuyên sâu, chuyên ngành mà chúng tôi sẽ không hiểu hết được. Chính vì lẽ đó cho nên là tôi cũng mong muốn rằng có những cái lớp học để bổ sung thêm về kiến thức liên môn. Để hỗ trợ giáo viên thì ngoài tập huấn chung, các trường còn tổ chức những chuyên đề theo hướng cầm tay chỉ việc. Những bài soạn mẫu, những tiết dạy thử cũng được lên kế hoạch. Tuy nhiên, để giáo viên thực sự sẵn sàng nhập cuộc cho công cuộc đổi mới sắp tới thì cũng cần bổ sung đội ngũ giáo viên được đào tạo chuyên biệt về tích hợp liên môn. Tôi cũng mong muốn rằng cái việc đào tạo của các cái trường đại học sẽ có những cái khoa để mà đào tạo liên môn. Khi ra trường thì các đồng chí sẽ đáp ứng cái nhu cầu trong cái việc giảng dạy theo cái chương trình mới hiện nay. Trong cái thời gian tới, sau khi được tập huấn đại trà xong thì quận vẫn tiếp tục tổ chức các cái chuyên đề, các cái hội thảo và chúng tôi sẽ tháo gỡ khó khăn từ cấp trường cho đến các cái chuyên đề của cấp quận để giúp cho giáo viên có thể làm tốt được nhiệm vụ của mình. Được tập huấn sớm hơn so với năm học trước sẽ là thuận lợi cho các thầy cô giảng dạy lớp 2 và lớp 6. Song những khó khăn chắc chắn sẽ vẫn còn phát sinh trong quá trình triển khai, kể cả về tổ chức kiểm tra đánh giá. Lường trước những tình huống để có những chỉ đạo tháo gỡ kịp thời từ phía cơ quan quản lý sẽ giúp các trường yên tâm chủ động ứng phó. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Ottawa, các học giả Canada đã đánh giá cao những tư tưởng trong bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đặc biệt đại dịch COVID-19 một lần nữa khẳng định Việt Nam đã có những chính sách hiệu quả và nỗ lực trong việc khống chế đại dịch. Các học giả đều cho rằng bài viết đã nêu một số vấn đề có nội hàm rộng lớn, phong phú trên cơ sở cả lý luận và thực tiễn, nhấn mạnh chủ nghĩa xã hội được đề cập ở đây là chủ nghĩa xã hội khoa học dựa trên học thuyết Marx-Lênin trong thời đại ngày nay.
Bài viết đã cho thấy cái tâm của người lãnh đạo, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến mọi người dân, không để ai chịu thiệt thòi. Và trong bối cảnh đất nước ta còn nghèo, phải cạnh tranh kinh tế với bên ngoài và đối diện với nhiều vấn đề chính trị, thì người dân đã cảm nhận được cái tâm của nhà lãnh đạo. Và đây là yếu tố quyết định sự ủng hộ của người dân đối với đảng. Các học giả bày tỏ tâm đắc với ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Theo tôi, điều này mang ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng về phát triển con người và phát triển nhân lực để xây dựng đất nước. Vì kinh tế đầy đủ chưa làm dân hạnh phúc, nhân thực sự hạnh phúc khi có xã hội tiến bộ và công bằng. Và việc xây dựng con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của công cuộc đổi mới. Và mỗi chính sách kinh tế đều phải hướng tới mục tiêu phát triển xã hội. Và mỗi chính sách xã hội phải nhằm tạo ra động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế. Theo lời Tổng Bí thư, cũng chính là những mong mỏi của người dân. Một điểm nhấn trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được các học giả Canada quan tâm là vấn đề quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp. Việt Nam luôn nhận thức được những thách thức, rủi ro khi nỗ lực để đạt được những tiến bộ hơn về kinh tế và xã hội cho người dân. Việt Nam đã chuẩn bị tốt để đối phó với một cuộc khủng hoảng y tế công cộng, với sự bùng phát của dịch COVID-19. Với việc áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong cuộc chiến chống COVID-19, Việt Nam đã tự định vị là một điểm đến lý tưởng ở Đông Á để thu hút nhiều hơn nữa đầu tư từ các ngành khoa học và công nghệ trong tương lai, khi thế giới dần thoát khỏi đại dịch. Các chuyên gia cũng đề cập tới những rủi ro tiềm tàng trong trường hợp các chính phủ theo chủ nghĩa dân túy rút khỏi các hiệp định thương mại, ảnh hưởng tới đầu tư quốc tế vào Việt Nam. Việt Nam có thể giảm thiểu nguy cơ này bằng cách đa dạng hóa và mở rộng các hiệp định thương mại với nhiều quốc gia hơn. Việt Nam đã làm được điều này và cần tiếp tục nỗ lực để bảo vệ lợi ích quốc gia. Qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đọc đã cảm nhận được rõ rằng nhân dân Việt Nam, chính phủ Việt Nam kiên định với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và đã tìm được mô hình cho riêng mình, từ đó nỗ lực xây dựng đất nước giàu đẹp, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Để theo dõi lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào website vnews.gov.vn hoặc trang tin chính thức của truyền hình Thông tấn trên Facebook mang tên VNews / truyền hình Thông tấn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.